Dạ, Châu xin kính chào ông bà cô chú, cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, hôm nay thì Châu xin chia sẻ cái video này cũng gọi là tin vui tới cùng cả nhà. Đó là Châu đã lãnh tiền lương YouTuber của tháng này. Thì cái tháng này nó cao nhất trong từ trước giờ Châu làm, Châu lãnh đó. Nó cao nhất nên nó cũng là rất là mừng. Thì Châu muốn chia sẻ tới cùng cả nhà, tại vì Châu nghĩ đây là sự thương yêu ủng hộ của cả nhà dành cho gia đình Châu nên Châu mới được lãnh. Thì khi Châu quay video á cũng có nhiều bình luận nói là hãy cố gắng xem quảng cáo giúp Châu để Châu có thêm thu nhập, rồi có người còn kêu gọi là mọi người hãy ủng hộ giúp Châu để cho Châu có thêm được đăng ký để Châu có thu nhập. Thì Châu rất là cảm ơn, cảm động trước những cái tình cảm của cả nhà dành cho Châu. Thì hôm nay Châu cũng xin chia sẻ nói lên chút nỗi lòng của mình. Là trước kia thì Châu luôn quay về cuộc sống của gia đình mỗi ngày chia sẻ tới cả nhà. Nhưng mà sau khi ba của bé Na, là tức là ông xã của Châu nhập viện thì cái thời gian đó rất là buồn, tại vì á cái ca phẫu thuật thì cũng không có được thành công cho lắm, nên là sức khỏe của ông xã Châu không có được tốt. Thì lúc đó Châu buồn suy sụp và cũng không có muốn chia sẻ và không biết là nên chia sẻ như thế nào. Châu sợ là Châu chia sẻ buồn rồi đem đến những cái tiêu cực cho cả nhà đó, nên là Châu cũng không có chia sẻ thường xuyên. Tại vì trước kia lúc mà khoảng năm trước Châu cũng có chia sẻ về bệnh tình của ông xã, rồi Châu cũng có thời gian đó thì trong Châu cũng chia sẻ vài cái video là nói về bệnh, nên là cũng có khán giả xem thì góp ý nói là Châu cứ có cái chuyện đó mà cứ đem lên nói hoài, rồi nói là có nhiều người ta còn khổ hơn, người ta không nói mà có vậy không mà chia sẻ nói hoài này kia đó, rồi cũng thất vọng rồi nói là hủy đăng ký. Thì khi đó Châu đọc cái bình luận đó cái Châu nhớ hoài tới giờ. Châu nói mỗi khi mà có chuyện gì quá đau buồn á cái Châu cũng không có dám chia sẻ, Châu sợ chia sẻ rồi làm cho cả nhà không có thích á, nên là Châu cũng không dám chia sẻ. Thì khi ba Na nhập viện vậy đó, rồi cái ca phẫu thuật cũng không có được như là mong muốn, rồi Châu cũng không có dám chia sẻ. Thì một thời gian đó cũng có khán giả xem rồi nói là góp ý giúp Châu á là nên chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại, biết đâu có nhiều cô chú anh chị em có lòng tốt thấy hoàn cảnh khó khăn thì người ta sẽ xem ủng hộ để Châu có thêm thu nhập trong cuộc sống cho hai mẹ con á. Rồi khi đó chị Hoài nói vậy á, rồi cũng nói chị cũng nói là chia sẻ đi, có nhiều người thương rồi động viên tinh thần thì Châu cũng đỡ trong những cái lúc khó khăn như vậy á. Thì lúc đó Châu cũng suy nghĩ rất là nhiều. Châu suy nghĩ thì kênh Châu tuy là Châu nói chuyện không có được nó lanh lẹ, nó được hay như người ta, nhưng mà Châu cũng được khá nhiều cô chú anh chị em quan tâm thương, nên là Châu quyết định là Châu làm lại. Thì hôm nay Châu chia sẻ thì cũng có nhiều cái nó cũng buồn, tại vì thì mình chia sẻ về cuộc sống hàng ngày thì có làm sao thì Châu chia sẻ vậy á, nhiều khi cũng không thể giấu hết được, nên là cũng chia sẻ về bệnh của ba Hana, rồi chia sẻ về nhiều khi đi bệnh viện thăm ba Na cũng có nhiều cô chú xem thì cũng có người khóc theo gia đình Châu và cũng thương. Rồi nhưng mà Châu nhận được lại cái tình cảm của cả nhà rất là nhiều, là rất là có nhiều người động viên cho Châu á, bảo Châu cố lên rồi thương gia đình Châu này kia kia nọ đó, nên là Châu cảm thấy cũng rất là ấm áp. Và thì trong đó cũng có những cái bình luận tiêu cực nhưng mà chỉ một số ít thôi, Châu cũng không có đáng để nói á, cũng không có buồn, tại vì cũng có gì người ta thương nên người ta góp ý.
Thì mình có coi cái điểm nào mình cố gắng được thì mình cố gắng hoàn thiện. Thì giờ Châu cũng không biết nói gì giờ nữa. Thì Châu rất là biết ơn cả nhà đã thương yêu Châu, luôn bên cạnh Châu lúc khó khăn á, rồi ủng hộ xem, rồi động viên, mà còn giúp Châu có thêm thu nhập nữa. Thì Châu Châu rất là biết ơn luôn. Nhầm khi á, Châu làm đăng video lên á, cái Châu đọc qua những cái bình luận của cả nhà, có nhầm bình luận Châu đọc xong cái Châu ngồi Châu khóc sướt mướt luôn. Tự dưng đọc xong cái nước mắt nó tuôn xuống khóc như là một đứa trẻ vậy đó cả nhà. Giống như là Châu đọc được những cái bình luận đó, cái cảm thấy nó chạm tới trái tim, cảm thấy là rất là cảm động gì á, mình cũng được nhiều người thương, quan tâm mình như vậy, có nhiều người hiểu cho mình á, nên là Châu rất là xúc động. Châu không có ngờ được là nhiều cô chú anh chị em thương Châu như vậy á. Tuy là Châu không có được như người ta giỏi giang, ăn nói lanh lẹ, nhưng mà cả nhà vẫn luôn thương yêu ủng hộ. Châu nói hoài cũng không biết làm sao nói hết cái lòng của Châu á, tới cả nhà nữa. Là nói chung là Châu rất là biết ơn luôn, và cảm thấy trong cái hoàn cảnh khó khăn mà được như vậy, Châu rất là ấm áp, và Châu có thêm cái động lực, cái sức mạnh để Châu vượt qua đó. Thật sự là nếu mà không có chia sẻ lên đây, chắc là cái những cái mà niềm mình lo nghĩ mình buồn nó cứ ấm ức trong lòng, khi lên đây Châu nói ra vậy nè, Châu nói ra được chút nào á, thì cái lòng Châu nó sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó đỡ hơn. Nên là nơi đây vừa là cho Châu chia sẻ cái nỗi niềm, cái lòng của mình tới cả nhà, và được cả nhà xem Châu như một người trong nhà thương yêu và quan tâm, động lực cổ vũ giúp Châu á. Châu mừng lắm luôn, Châu không nghĩ là Châu có được nhiều cái tình thương như vậy luôn á. Rồi thì cái số tiền này á, thì Châu cũng muốn chia sẻ với cả nhà, thì nó cũng không có đáng là bao nhiêu hết trơn á. Nó được 344.000 quân tiền hàng cả nhà, thì nó khoảng gần cỡ 6 triệu tiền Việt Nam của mình á. Thì tuy là đối với những người có tiền á, thì nó không là bao nhiêu, nhưng mà đối với Châu á, thì nó rất là cao cả, cao lớn. Tại vì là cái tình thương của cả nhà dành cho Châu á, nên là Châu cảm thấy rất là quý. Thì cái tiền này Châu sẽ dùng làm vào những việc ý nghĩa, là như là cho bé Na học nè, lo tiền học cho bé Na. Rồi cái tháng này Châu lãnh á, thì Châu cũng sẽ mời cô Nadia ăn một bữa. Tại vì á, nhờ có cô Na nên là Châu mới có thể có những cái video để chia sẻ. Chứ còn nếu không có cô Na chắc Châu cũng không biết chia sẻ cái gì nữa. Nếu không có cô Na thì cái kênh Châu chắc toàn là nó buồn không à. Nhờ có cô Na nên là đôi khi cũng có những cái video hay vui cho cả nhà cùng xem. Thì lúc hổm Châu làm Châu quay đó, cái Châu cũng nói với cô Na là Châu làm cái này thì mỗi tháng Châu cũng được có tiền. Cái cô cũng biết á. Vậy đó. Rồi có đôi khi thì cô mua đồ ăn ăn thì cái Châu cũng nói là để Châu mua, Châu trả tiền. Những lúc mà mua những cái món đồ hơi mắc tiền, món ăn hơi mắc á, cái cô không cho Châu trả tiền, cô nói là đợi khi nào Châu lãnh lương xong á thì Châu hãy dùng cái tiền lương đó mời cô đi ăn một bữa thật là ngon. Cô nói vậy đó. Thì Châu lãnh xong rồi nè, thì Châu cũng sẽ chia sẻ với cô là Châu lãnh được bao nhiêu, rồi Châu sẽ mời cô đi ăn một bữa để cảm ơn về tất cả. Rồi thì cả nhà ơi, nãy giờ chắc Châu nói nhiều, cũng có nhiều cái sẽ lặp đi lặp lại á. Thì Châu cũng biết là những cái khuyết điểm của mình, nhưng mà Châu không biết làm sao, Châu không có sửa được, tại cái tính cách của Châu nó vậy rồi.
À, nếu ông bà cô chú anh chị em á cảm thấy mến cái thương, có thể chấp nhận được, thông cảm được thì xem ủng hộ, còn không thì Châu cũng không có dám mong gì hết trơn á, tại vì Châu biết cái kênh của Châu nó cũng không có được hay hấp dẫn á, tại vì cũng có nhiều người nói là Châu chậm chạp nói chuyện chia sẻ nghe mệt, nói nghe mệt, cái kênh nhàm chán á. Thì hồi trước kia lúc mà Châu mới lập kênh á thì khoảng thời gian đó thì Châu cuối cái video á, Châu cũng có đôi khi là Châu cầu mong cả nhà hãy đăng ký ủng hộ và chia sẻ cái video giúp Châu để cho nhiều người biết đến. Nhưng mà sau này Châu cảm nhận được và Châu cảm thấy là kênh Châu thì cũng không có được hay đó, nên là Châu không có dám mà kêu gọi cả nhà đăng ký ủng hộ nữa, tại vì Châu thấy mắc cỡ ngại á, mình làm không được hay mà mình nói vậy thì cảm thấy nó hơi xấu hổ, nên là Châu không có dám kêu nữa. Châu biết là cái thân phận của Châu rồi, nên là Châu cũng không có mong đòi hỏi gì. Nếu mà cô chú anh chị em cảm thấy thông cảm được thì xem ủng hộ. Rồi thì Châu xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn yêu thương bên cạnh gia đình của Châu trong những lúc như vậy, và xem ủng hộ để Châu có thêm thu nhập á. Châu xin rất là cảm ơn, xin kính chào tạm biệt cả nhà. Châu sẽ dừng video tại đây. Châu kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.